Nguyện đem lòng thành kính rơi theo đám mây hương, phượng Phật khắp mười phương, cúng dường ngôi Tam Bảo, đệ tử thầy trọn đời giữ đạo, theo tự tánh làm lành cùng pháp với chúng sanh, cầu Phật từ giác hồn. Tâm Bồ Đề kiên cố, xa bể khổ, sông mê chóng quay về bờ giác. Kỳ nguyện đệ tử chúng con, nguyện xin ngôi Tam Bảo thường trú trong mười phương, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đức Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật, Đương Lai Hạ Sanh Di Lạc Tôn Phật, Biên Pháp Giới Chư Tôn Bồ Tát Ma Tát. Và Thại Thánh Hiền Tăng Từ Bi Gia Hộ chứng minh cho đệ tử, chúng con lâu đời lâu kiếp vì tánh hôn mê không kể chánh tà, gây nhiều tội ác, tổn người hại vật, quỷ ban Phật Pháp Tăng. Hôm nay một dạ chí thành cầu xin sám hối, tụng trì lễ bái lương hoàng bảo sám, ăn năn tội lỗi không dám che giấu, hầu mong nghiệp chướng tiêu trừ, thân tâm an lạc, gia đình kiết khánh, hạnh phúc tăng long, Bồ Đề kiên cố, hiện tiền phước huệ trang nghiêm, một hậu được sanh về cực lạc quốc, cùng với pháp giới chúng sanh đồng thành Phật đạo. Ngưỡng mong chư Phật từ bi gia hộ chứng minh cho đệ tử. Nam mô cúng dường Bồ Tát, Nam mô cúng dường Bồ Tát, Nam mô cúng dường Bồ Tát Ma Tát. Đệ tử chúng con nguyện gieo năm giúp đầu thành khấu bái nguyện. Tịnh Pháp Vương vô thường ba cõi chẳng ai bằng, Thầy dạy khắp trời người cha lành chung bốn loài, quy y tròn một niệm dứt sạch nghiệp ba kỳ, xưng dương cùng tan thang ngữ kiếp không cùng tận. Phật chúng sanh tánh đường rộng lặng, đạo cảm thông không thể nghĩ bàn, lưới để châu vĩ đạo tràng, mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời, trước bảo tòa thân con ánh hiện, cúi đầu xin thệ nguyện quy y. Chí tâm đảnh lễ Nam mô Tịnh hư không biên pháp giới hóa hiện vị lai,
thập phương chư Phật tôn pháp hiền thánh tăng thường trụ tam bảo. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Long Hoa Giáo Chủ Di Lạc Tôn Phật Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Đại Hạnh Vô Hiền Bồ Tát Khổ Pháp Chư Tôn Bồ Tát Linh Sơn Ngồi Thượng Phật Bồ Tát. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thánh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nhân dương nước tình ai rơi khắp ba ngàn ai tánh công tam đức lợi trời người thế giới rộng thênh thang diệt sạch tai nạn lửa dữ quá xin vàng. Nam mô thanh lương địa bồ tát, Nam mô thanh lương địa bồ tát, Nam mô thanh lương địa bồ tát. Rồng sâu đại biển tài ngồi trên hoa báo tuyệt trần ai hào quang tỏa quá ngàn đời bình cam lộ trừ sạch vàng kiếp tai thế giới vàng kim liễu xanh phất lâu đài châu ngọc xuyên hồng trai hương trần cung thành con xin lời nguyện ngài thương xót hiện lại đây. Nam mô đại bi quan thế âm bồ tát. Nam mô đại bi quan thế âm bồ tát. Nam mô đại bi quan thế âm bồ tát. Nam mô đại bi hội thượng Phật bồ tát. Nam mô đại bi hội thượng Phật bồ tát. Nam mô đại bi hội thượng Phật Bồ Tát. Tiên độ tiên nhãn vô ngại đại bi
nhiên. Chúng đàn chí tâm quy mạng lại Nam Mô Thập Phương Trần Hư Không Biên Qua Giới Vi Trần Sát Độ Trung Quá Khứ Hiện Tại Vị Lai Thường Trụ Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Nam Mô Quá Khứ Tỳ Bà Thí Phật. Nam Mô Thí Khí Phật. Nam Mô Tỳ Xá Phụ Phật. Nam Mô Câu Lưu Tôn Phật. Nam Mô Câu Na Hàm Mô Ni Phật. Nam Mô Ca Diếp Phật. Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Di Lặc Tôn Phật. Phật quá cao siêu lý ẩn sâu trăm nghìn kiếp khó tìm cầu duyên lành nghe thấy xin trì tụng nguyện tỏ như lai nghĩa nhiệm màu. Nam Mô Khai Bảo Tạng Bồ Tát. Nam Mô Khai Bảo Tạng Bồ Tát. Nam Mô Khai Bảo Tạng Bồ Tát Ma Tát. Từ bi đạo tràng sanh pháp quyền thứ nhất. Từ bi đạo tràng bốn chữ ấy là danh hiệu của pháp sám hối này. Nhân về cảm thấy Đức Phật Di Lặc vũ lòng từ bi thương đời hiện tại và đời vị lai ứng mộng dài bảo đặt tên như thế đúng như sự thật. Không dám đổi tay nay dân lời dạy bảo của Đấng từ bi ấy là gì? Muốn hộ trì tam bảo làm cho ma quân ẩn hình, khiến người tự cao tự đại và người tăng thượng mạng phải tự chiết phục, khiến người chưa trồng căn lành phải trồng căn lành, người đã trồng rồi thì làm cho căn lành thêm lớn, khiến người hay chấp lấy chỗ sợ đất đâm trước tà kiến phải phát tâm xả bò chấp trước. Khiến người ưa tiểu thừa không nghĩ đại thừa, người ưa đại thừa sanh tâm quan hỷ tiểu thừa. Giả lại pháp sám từ bi này lớn hơn tất cả các việc lành khác. Pháp này là chỗ quy y của tại chúng sanh như mặt trời sáng ban ngày, như mà căn chiếu ban đêm. Pháp này là chồng con mắt, là đạo sư, là cha mẹ, là anh em, là chân thiền tri thức.
thức của người tu hành, đồng đi đến đạo tràng qua sáng này thân thích hơn quyết nhục đời đời theo nhau, dầu đã chết cũng không rời nhau. Vì thế nên gọi qua sáng này là từ bi đạo tràng. Hôm nay đại chúng ẩn thân hiện hình trong đạo tràng, lập ra khóa xem này đều phát đại tâm. Vì có 12 nhân duyên lớn, những gì là 12? Một là nguyện qua đó sao đường chúng sanh không có hạn lượng, hay là nguyện bao đáp cứ ân không có hạn lượng, ba là nguyện nhờ thần lực của pháp sám này khiến chúng sanh tỏ cấm giới của và không sanh tâm quỷ phàm. Bốn là nguyện nhờ thần lực của pháp sám này khiến các chúng sanh đối với các bậc con trưởng không sanh tâm kiêu mạn. Năm là nguyện nhờ thần lực của pháp sám này khiến các chúng sanh sanh ra nơi nào cũng không khởi tâm giận hờn. Sáu là nguyện nhờ thần lực của pháp sám này khiến các chúng sanh đối với sắc thân người khác không khởi tâm ghen ghét. Bảy là nguyện nhờ thần lực của pháp sám này khiến ca chúng sanh đòi với ca pháp trong thân ngoài thân không sanh tâm kêu rít mên tiếc. Tam là nguyện nhờ thần lực của pháp sám này khiến các chúng sanh hãy làm được phước thiện gì đều không phải vì mình mà làm, chỉ về những người không có ai ủng hộ, không có ai giúp đỡ mà làm, chính là nguyện nhờ thần lực của pháp sám này khiến các chúng sanh không vì mình mà tu pháp tư nhiếp, mà chỉ vì hết tại chúng sanh. Mười là nguyện nhờ thần lực của pháp sám này khiến các chúng sanh thấy người cô độc tù tội tất bình thì sanh tâm cứu giúp cho an vui. Mười một là nguyện nhờ thần lực của pháp sám này khiến người tu hành thấy các chúng sanh nào đang chỉ phụ thì chỉ phụ, đang nhiếp tỏ thì nhiếp tỏ. Mười hai là nguyện nhờ thần lực của pháp sám này khiến các chúng sanh sanh ra nơi nào cũng từ nghĩ nhớ đến sự phát tâm Bồ Đề. Hôm nay làm cho tâm Bồ Đề tương tục mãi mãi không bị gián đoạn. Ngưỡng
môn đại chúng hoặc phàm hoặc thánh hoặc ẩn thân hoặc hiện hình trong đạo tràng này đồng gia tâm phú hộ đồng gia tâm nhiếp toàn kiến đại tư chúng con sám hối được thanh tịnh thể nguyện được thành tựu tâm đồng tâm chư Phật nguyện đồng nguyện chư Phật chúng sanh trong bốn loài sáu đường do đó mà được mang bồ đề nguyện đại quy như vậy mười phương thần hư không giới tại tam bảo tất cả quán bộ như vậy ai ở trong lỗ đạo những người đã chịu trả quán rồi nguyện kính nhờ bất lực pháp lực hiền thánh lực kiên ca chúng sanh ấy đều được giải thoát hoặc có chúng sanh nào ở trong lỗ đạo đang chịu trả quán hoặc chưa chịu trả quán nguyện xin nhờ Phật lợi pháp lợi kiền thánh lực khiến ca chúng sanh ấy hoàn toàn không trở lại trong ca đường an nữa hoàn toàn không còn ác tâm đen với nhau nữa hoàn toàn không làm đau phải khổ sợ nhau nữa tất cả đều xa bỏ không còn quan biệt quan thân nữa tất cả tội lỗi đều được tiêu trừ tất cả quán thù đều được giải thoát cùng nhau đồng tâm hòa hiệp như nước chơi chưa tất cả đều được quán hỷ như ở sở địa họ mang vô cùng thân tâm an lạc mãi tùy ý sanh lên thiên cung hay vãng sanh về tịnh độ tưởng an có an tưởng mặt có mặt không còn nghe tiếng quán phù đấu tranh nữa thân không bị biến diệt xâm lăng tâm không bị ngoại trần mê hoặc nhiễm trước điều lành tranh nhau nhóm một điều ác tranh nhau tiêu tan quá tâm đại thừa tu đạo bồ tát cứ đặng lộ độ đầy đủ sẽ bỏ qua bao sanh tử đồng đấng đạo tràng thành bờ chánh giác ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng biết cái gì là nguồn gốc của quán thù đau khổ chính về mắt tam sắc tai tam tiếng mũi tam hương lưỡi tam vị thân tâm xúc tế nhị nên chúng sanh thường bị năm ngoại trần ràng buộc nhiều
chiều khi vào trong đêm dài mờ mịt không được giấc ngủ dài dài thoát lại nửa sau dòng bà con tất cả quyến thuộc đều là nguồn gốc quan cầu ba đời của chúng ta vậy tất cả quán tổ đều do thân nhân khởi ra nếu không có thân thì không có quán vậy ly thân tức là ly được quán gì cớ gì vậy mỗi người ở một xứ xa cách ta vương như thế thì trọn không tại sanh tâm quán hận tâm quán hận sanh ra được đều do thân cận với nhau về gốc ba độc tham sân si nên xúc não nhau về xúc não nhau nên vẫn nhiều hay sanh tâm quán hận sở dĩ bà con thân thích này trách lẫn nhau hoặc cha mẹ trách con hoặc con trách cha mẹ anh em chị em ở tại đều hay trách lẫn nhau cha em hận lẫn nhau có chút gì không bằng lòng liền thành tâm giận dữ nếu giàu sang phú quý thì nhìn bà con đua nhau đến sinh khi nghèo thiếu thì không ai để ý lại nữa càng sinh càng lấy làm thiếu càng được càng lấy làm không đủ trăm lần sinh trăm lần được cũng không lấy làm ơn ơi không giữa lòng cớ lại vẫn hờn từ đó đã bắt đầu lòng ôm ác niệm nghĩ tìm cách cố ý kết thù liên quả đời đời không thôi suy ra mà biết quán thù ba đời thật không ai xa lạ đều là bà con thân thích quyến thuộc chúng ta cả vậy nên biết quyến thuộc là nhóm quan gia chúng con không phải không hết lòng ân cần sám hối chi tâm đầu thành đảnh lễ tam bảo nguyện về từ khi có thần thức trở lại cho đến ngày nay cha mẹ nhiều đời bà con nhiều kiếp ở trong sáu đường đã kết quán tụ cùng nhau hoặc là quán thù hay không phải quán thù hoặc kính hoặc trồng hôm nay hoặc ở trong đường địa ngục đường ngạ quỷ đường súc sanh đường a tu la hay ở trong nhân đạo hoặc ở trên các cõi trời hoặc ở
trong các loài tiên mây, ở trong dòng bà con biến cô của chúng con, như thế những người quan thù và quyến thuộc của các người ấy trong ba đời ngày nay, chúng con kính đem tâm từ bi, tâm không phân biệt, quán thần tâm như tâm Phật, nguyện như nguyện Phật sinh tại thế, tại chúng sanh ấy mà quy thế gian đại từ bi Bồ Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Phạm Đức Phật. Nam Mô Bảo Tích Phật. Ngài Nam Mô Quán Thiên Phật. Nam Mô Thiền Tư Nghị Phật. Nam Mô Pháp Tự Tại Phật. Nam Mô Danh Văn Ý Phật. Nam Mô Lạc Thuyết Tổ Phật. Nam Mô Kim Cang Cương Phật. Nam Mô Cầu Lợi Ích Phật. Nam Mô Vô Ý Thần Thông Phật. Nam Mô Ly Ám Phật. Nam Mô Đa Thiên Phật. Nam Mô Di Lâu Tướng Phật. Nam Mô Chúng Minh Phật. Nam Mô Bảo Tạng Phật. Nam Mô Cờ Cao Hạnh Phật. Nam Mô Đề Xa Phật. Nam Mô Châu Giá Phật. Nam Mô Đức Tăng Phật. Nam Mô Nhớ Nguyệt Minh Phật. Nam Mô Nhật Minh Phật. Nam Mô Tịnh Tu Phật. Nam Mô Sư Tử Tướng Phật. Nam Mô Di Lam Vương Phật. Nam Mô Phước Tạng Phật. Nam Mô Di Âm Ca Bồ Tát. Nam Mô Tất Căn Bồ Tát. Nam Mô Vô Biên Thân Bồ Tát. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Đại quy y như vậy mười phương thần ngư không giới, tại tam bảo quyền trinh, nhờ Phật lực pháp lực tại địa Bồ Tát lực. Ta tài hiền thánh lợi khiến cho cha mẹ bà con chúng con ở trong sao đường, nếu người nào có quán tổ và quyến thuộc các người ấy đồng thời, đều đồng thời dân tập đến đạo tràng này, cùng nhau sám hối tội đời trước, dạy các quán tổ đà kết. Nếu người nào
ân hành bị câu thúc trở ngày không thể đến được quyền xin nhờ thần lực của Tam Bảo thâu nhiếp tinh thần của các người ấy khiến họ đến được đạo càng đem lòng từ bi tỏ lành sự sám hối của chúng con ngày nay nguyện mong dài thọ Phật Đại Quán Thù đại chúng trong đạo tràng đều nên tâm niệm miệng nói lời này chúng con từ vô tỷ khi có thần thức trở lại cho đến ngày này đối với cha mẹ nhiều đời bà con nhiều kiếp chú bác cô dì quyến thuộc nội ngoại dì gốc ba đầu khởi ra mời nghĩ má quạt gì không biết hoặc gì không tin hoặc gì không tu bởi vô minh che lấp trí huệ nên sanh ra quan kết đôi với cha mẹ bà con cho đến cả trong lục đạo cũng có quán thù những tội như vậy vô lượng vô biên ngày nay sám hối nguyện xin trừ diệt lại nữa từ vô tỷ trở lại cho đến ngày nay hoặc gì giận hờn hoặc gì tham ái hoặc gì ngu si do gốc ba độc mà tạo ra các tội tội ác như vậy vô lượng vô biên ngổ tàn ta mối nguyện sinh xả khi hết lại nửa từ vô thấy trở lại cho đến ngày nay hoặc gì luôn giường hoặc gì nhà cửa hoặc gì tiền của mà sanh ra nghiệp quán thù đối với bà con cha mẹ đem tâm sát hại đủ điều những tội ra cái không tại kể xiết sanh ra quán thù không bao giờ hết ngày nay ổ tẹn tỏ bày sám hối nguyện xin cha mẹ sáu dòng bà con tại quyên thuộc đem lòng từ bi cho chúng con sám hối xả bỏ tất cả tội lỗi không còn tâm oán hận nữa cho đến trộm cắp tà dâm dòng ngữ thập ác ngũ nghịch chúng con đều có làm cả gì vọng tưởng điên đào phan duyên ca cảnh tạo ra tại tội những tội như vậy vô lượng vô biên hoặc đối với cha mẹ mà khởi ra hoặc đối với anh em chị em mà khởi ra và đối với cô dì chú bác mà
ra từ khi có thần thức trở lại cho đến ngày nay đối với lô cân quý thuộc mà cởi ra quán thù. Nhân tội như vậy vô lượng vô biên, tội nhân cố quả như thế phải trả báo chịu hành phạt ký số lâu mau quan kết nhiều ít. Chỉ có tại chư Phật chư Đại Bồ Tát trong mười phương mới thấy hết biệt hết như chỗ chư Phật và Bồ Tát ta thấy đã biết tội lượng nhiều ít quán cổ bao nhiêu thời gian dài ngắn đến đời vị lai mới tỏ lãnh sự trả thù ấy. Ngày nay chúng con rất hổ thẹn nghẹn ngào đau khổ tự trách tự hối xin cải ác cũng tiện không dám làm nữa. Nguyện xin cha mẹ bà con quyến thuộc tất cả thân nhân đem tâm nhu nhuyễn tâm điều hòa tâm là tiện tâm quan hệ tâm võ hồ. Tâm như tâm Phật cho chúng con sám hối xả bỏ tất cả tội lỗi cho chúng con không tưởng đến quán thần nữa. Đại nguyện xin cho cha mẹ bà con tất cả quyến thuộc nếu có bị ai quán thù trong lục đạo cũng nguyện xin tất cả chúng sanh trong lục đạo đồng chúng xả bỏ quán thù ở tại quán thù trong ba đời nhất thời sạch từ nay trở đi cho đến ngày thành Phật vĩnh biệt tam đồ. Tuyệt bố ma cố tất cả đều hòa hiệp như nước và xưa tất cả đều công chương ngày. Như không rộng rãi hẳn làm bà con vợ khóa quyến tổ từ bi mọi người đều tu tập vô lượng trí huệ. Thành Bồ Tát cả công đức giọng mạnh tinh tấn không coi không nghĩ tu Bồ Tát đạo không biết mỏi mệt. Tâm đồng như tâm vợ nguyện đồng như nguyện Phật được phát tam mật của chư Phật đủ năm phần pháp thân cứu cánh vô thượng Bồ Đề thành bậc chánh giác. Ngày nay đây chúng đồng nghiệp trong đạo tràng đã giải quan kết với cha mẹ rồi thứ lại nên giải quan kết với sư trưởng từ bậc đại thánh trở xuống. Tâm thể chưa được hoàn toàn viên thể
tịch vô sanh pháp nhận con bị ba tướng thiên diệt ở địa vị đằng giác rồi. Ở con phương tiện dùng lời cổ khắc để cho những chúng sanh ác độc nhân đó mà ngộ đạo. Bậc minh được giao hóa quần sanh còn nhờ lời khổ khắc ấy uống vị phàm phu cách tuyệt cảnh thanh tịnh làm sao khỏi quán nay thiện ác còn phức tạp. Minh bạch chưa vẫn làm sao tránh khỏi sự sai lầm của tâm nghiệp, cho nên nghe lời này phải hổ thẹn đối với ơn đức sư trường. Phải tự trách mình lòng nên hổ thẹn không nên nghi ngờ mà sanh ác tâm trong kinh Phật dạy. Tuy sức gia nhưng chưa được giải thoát, giàu được sức gia cũng không nên tự phụ mình không có điều ác. Người tại gia cũng không nên tự cho mình hoàn toàn không có điều thiện giả thôi, không nên nói về tay nữa. Hãy nghe lời Phật dạy trong kinh. Phật bảo đại chúng mà các người nên tưởng nhớ ơn sư trưởng cha mẹ, tuy sanh thân này nuôi dưỡng dạy bảo nhưng không thể làm cho thân này ra cõi ba đường ác. Lòng từ của sư trưởng rất lớn, khuyên dụ dắt dẫn kẻ sơ cơ cho được xuất gia rồi truyền trao cho đại giới. Đó tức là kẻ sơ cơ đã hoài thai lãng, sẽ sanh quả lãng xa lìa đau khổ sanh tử già được tiếng vui niết bàn. Sư trưởng có ơn được xuất thế ấy, ai trong bao đa thế người nào chung thân hành đạo đó chỉ là tự lời. Chớ chưa phải là bao đa bơn thầy vật dạy bản lành. Trong thiên hạ không ai bằng sư trưởng ngày. Con còn đưa thầy xá có thương hành đưa về bổn như thầy xá lời tử thầy chư pháp không thường bớt sanh bớt diệt bớt cấu bớt tình bớt tăng bớt giảm. Thầy gỗ không rụng vô sáng vô thọ thương hành đứng vô nhàn nhĩ tỷ thì thân nghĩ vô sát thành hướng quỳ xu pháp vô nhàn giới này chỉ vô ý đứng giới vô vô minh. Vô vô ơi thần này chỉ vô lao tử
diệt vô lão tử tần vô khổ tầm diệt đạo vô trí diệt vô đăng dĩ vô xà đăng cố bồ đề tăng đối ba nhã ba la mật ba cố tam vô ai ngài vô ai ngài cố vô cùng vô biên ly điên đảo mộng thường cư cánh niết bàn tam thế chư phật ki ba nhã ba la mật ca cô đắc ca nậu đa la tam miêu tam bồ đề cố đi ba nhã ba la mật ra đi đại đẳng chú đi đại minh chú đi vô thường chú đi vô đẳng đẳng chú năng trừ dư đi khổ dư thiền bất ngư cô thiên ba nhã ba la mật vô tướng đi vô biên đề hiện đế ba la hiện đế ba la tăng hiện đế bồ đề ta bà nam mô a di đà bà già đa tha già đa già đa đi già tha di đi đô bà thì a di đi đa thân đa bà thì a di đi đa thì ca lăng đế di đi đa thì ca lăng đa già di đi già già a di đa Ngộ vô danh bậc thối Bồ Tát Di
bàn lữ quyền vị thời công đức phổ cầm như thiên ngã đăng về chúng sanh giai cộng thành Phật đạo thượng chúc Phật Nhật Tăng quy pháp lưng thuần chuyên phong điều võ thần quốc thế dân an thiên hạ thái bình nhân dân an lạc phục nguyện như thế Phật tử xuất gia tại tục phát tâm phát nguyện xuất bán cặp tái bán ân tống lương hoàng bảo sám pháp văn thân tâm an lạc phước thọ tấn long bồ đề kiên cố đạo nghiệp viên thành đồng đăng giác ngàn